Triệu Lệ Dĩnh từng bị mỉa mai không có việc làm, phải ngồi nhà trong suốt 7 tháng. Nhưng sau đó cô gặt hái nhiều thành tựu. QQ đưa tin Triệu Lệ Dĩnh và đoàn phim Tâm sự của Kiều Nghiên xuất hiện trên thảm đỏ liên hoan phim quốc tế Tokyo. Ngôi sao 37 tuổi gây chú ý với bộ lễ phục lộng lẫy, thần thái tươi tắn rạng người. Đây là lần đầu tiên Triệu Lệ Dĩnh bước trên thảm đỏ một sự kiện nghệ thuật quốc tế. Đáng nói lần này, Triệu Lệ Dĩnh xuất hiện với vai trò nữ chính của dự án điện ảnh nằm trong top 15 phim tranh giải chính của liên hoan phim quốc tế Tokyo. Có thể nói, đây là bước tiến lớn trong sự nghiệp của Triệu Lệ Dĩnh, cũng là lời đáp trả mạnh mẽ của người đẹp dành cho những người đã khinh cô. Hồi tháng 5, đoàn phim Tương Viên Lộng do Trương Tử Di, Lô Giai Âm, Dương Mịch đóng chính tham gia liên hoan phim quốc tế Cannes. Triệu Lệ Dĩnh cũng là nghệ sĩ góp mặt trong bộ phim, nhưng cô không đi dự thảm đỏ. Nhiều người chê Triệu Lệ Dĩnh quê mùa, không đủ đẳng cấp để tới sự kiện danh giá. Tuy nhiên lúc này nữ diễn viên đang bận đóng phim. Bên cạnh đó, dù tham gia liên hoan phim Cannes, nhân vật chính sẽ luôn là Trương Tử Di. Cô nhiều lần xuất hiện tại lễ trao giải này và được ban tổ chức Cannes ưu ái. Họ làm trống thảm đỏ 3 phút để ngôi sao thập diện mai phục thoải mái tạo dáng. Ngay cả Dương Mịch hay đạo diễn Trần Khả Tần cũng không có sức ảnh hưởng lớn như Trương Tử Di. Vì vậy thực tế sự góp mặt của Triệu Lệ Dĩnh không quan trọng. Ngược lại khi tham gia liên hoan phim Tokyo, Triệu Lệ Dĩnh là nhân vật chính, ống kính truyền thông hướng về phía cô. Trong buổi họp báo giới thiệu phim, Triệu Lệ Dĩnh thể hiện sự thoải mái, tự tin bởi cô là ngôi sao duy nhất góp mặt, cùng với đó là đạo diễn và nhà sản xuất phim Tâm sự của Kiều Nghiên. Truyền thông Trung Quốc khen ngợi nữ diễn viên mạnh mẽ tự bước ra thế giới bằng thực lực của mình. Ngoài ra, thời gian gần đây, Triệu Lệ Dĩnh liên tiếp nhận được các giải lớn. Tháng 8, cô đoạt giải nữ phụ xuất sắc của Bách Hòa dành cho vai diễn Hách Tú Bình trong phim điện ảnh Điều thứ 20. Tháng 9, ngôi sao Minh Lan Truyện thắng giải Thị Hậu Phi Thiên là giải truyền hình cấp nhà nước danh giá nhất của Trung Quốc. Tháng 10, cô thắng tiếp giải nữ chính xuất sắc Thị Hậu của giải Kim Ưng cùng với phim Gió Thổi Bán Hạ, nằm trong top 3 giải truyền hình lớn nhất Bạch Ngọc Lan, Kim Ưng, Phi Thiên. Đến tháng 11, Triệu Lệ Dĩnh tiếp tục được đề cử hạng mục nữ phụ xuất sắc của giải thưởng Kim Kê. Loạt chiến thắng này gây chấn động với giải trí Hoa ngữ, giúp Triệu Lệ Dĩnh khẳng định vị thế minh tinh số 1 lứa tiểu hoa sinh sau năm 85. Bên cạnh đó, đây cũng được coi là câu trả lời cho những tin đồn cô bị thất nghiệp suốt 7 tháng trong năm 2023. Thực tế, khi tham gia phim điện ảnh Điều thứ 20, Triệu Lệ Dĩnh đã âm thầm đi học ngôn ngữ ký hiệu. Cô ít tham gia sự kiện, đóng phim trong âm thầm, nên nhiều người mỉa mai nữ diễn viên hết thời, không có phim để đóng. Chính vì vậy, với những thành quả gặt hái được trong năm 2024, Triệu Lệ Dĩnh được truyền thông Trung Quốc khen ngợi là ngôi sao âm thầm làm việc lớn, luôn tận tâm với diễn xuất. Vì để hóa thân vào nhân vật, cô sẵn sàng ở ẩn nhiều tháng, dù điều này khiến các chỉ số truyền thông của nữ diễn viên giảm sút. Triệu Lệ Dĩnh khôn ngoan khi biết từ bỏ danh vọng nhất thời để tập trung cải thiện diễn xuất, đem lại những vai diễn ấn tượng. Tác phẩm mãi mãi là tấm danh thiếp tốt nhất của mỗi diễn viên, QQ bình luận.